nhiều cá ghê nhỉ. Cá mà ở Sapa ấy, cá mưa to. Đấy, nó chỉ có cá bố mẹ ở trong kia thì mấy chục cân một con thôi. Cá tầm ngon thì là xem ở trên cái phần sống lưng này của nó ạ. Đầy thịt lên ạ. Nó đầy thịt lên như này là những con cá tầm nó hầu như đã trưởng thành gần hết ạ. Thì cái độ dinh dưỡng của nó sẽ là cao hơn với những... Cho ướt tí cho đẹp đúng không? Em sống đây là hy sinh vì nghệ thuật rồi. Đẹp đấy, nhờ kiểu này đẹp đấy. Thì ở đây thì nó nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh của thung lũng rộng bậc thang đẹp nhất của Sapa. Và giữa tháng 9 là bắt đầu mùa mưa. Hello, xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì bạn Hải Sapa TV thì bạn ấy có giới thiệu mình ra cái chỗ này. Bạn Hải bạn bảo đây là chợ vũ khí. Thì ở trên này thì mình thấy là người ta bán rất là nhiều dao dựa, có những cái con dao nó rất là độc ở đây. Ở đây là cầu Thác Bạc các bạn nhé. Đây là khu du lịch Thác Bạc, là một trong những khu du lịch rất là nổi tiếng của Sapa đấy. Cả một dãy dài các bạn này, từ đầu này ra đầu kia luôn. Chỗ nào cũng toàn dao mới dựa. Dao bản thì nhất rồi. Đây, các loại dao này. Đây, trong kia người ta phơi ở chuối hột của mình kìa. Đây, mũ này hay phết này các bạn này. Đấy, một cái mũ này mình bán bao tiền em? Cái mũ này 100.000 một cái mũ này à? Là cái đội. Đây có nhiều kiểu để lựa chọn này. Trang sức đeo tay. Đây có cái bạc này. Trang sức. Tốt này. Bạc, bạc su. Đi tí quay lại nha. Quay lại sao? Cô bán đây bán khoai, đây là khoai rừng hả cô? Cái này nó hạt thủ. Đây là hạt thủ. Sâm đá đi. Cái này thì về mình ngâm rượu à? Ừ, ngâm rượu, đúng không có rượu này. Sâm đá đi. Vâng. Đây là gì đây ạ? Đây là sâm đá. Sâm đá. Đây còn nguyên củ, rễ và cây luôn các bạn. Cái này độ 2-3 năm rồi đấy. Cái này thì về ngâm rượu đúng không? Cái này là cô bán theo cây hay bán theo cân? Theo cân. Theo cân à? Cân thì là bán như thế nào? Cân 100.000. 100.000 một cân. 150 một cân. 150 một cân này. Cái loại đấy là 100.000 một cân. Hay. Đây cũng là sâm. Đây là sâm quy. Sâm quy này cô bán bao nhiêu? 100.000 ạ. Cũng 100.000 một cân à? 100.000 một cân, mua mấy cân thì ngâm rượu bét nhè. Còn đây là gì đấy ạ? Cái này ngọc cẩu ạ. Nấm ngọc cẩu. Nấm ngọc cẩu à? Cái này thì bao nhiêu tiền một cân hả cô? Cái này 250 một cân. 250 một cân à? Cái này là mình đã phơi khô rồi đây đúng không cô? Đây có cả mật ong rừng này. Có ngon quá nhờ em nhờ. Cái này mình bán nào đây em? Bán xác một cân 200, bán 11. Xác này thì em bán như nào? Xác này một cân 200 ạ. Một cân là 200.000 à? Đây là mật ong rừng à? Ong rừng đây đúng không? Thế con cha này thì bao nhiêu? Cha đây 300 đi dưới. Đấy, sao bong rừng. Đây bé này các bạn. Ok, tí anh qua lại anh mua nhá. Ôi, quả đào này khủng đấy nhờ. Đào to nhờ. Cái này mình bán bao nhiêu đấy hả chị? 1,5 triệu. 1,5 triệu quả này? Vâng. Nó làm bằng thép gì đấy chị? Này bằng thép nhíp ạ. Thép nhíp luôn à? Vâng. Khủng đấy nhờ. Vâng, em quay ăn tí là em ngắm nghía lại nhá chị nhá. Đây là gỗ này, gỗ gì đây hả em? Cái này mua về trang trí đẹp nhỉ. Quả này mới đẹp này các bạn này. Cái này là mình bán bao nhiêu đây em? 1 triệu à? Đẹp hết nhỉ. Cái này để trưng bày ở nhà, sảnh những cái thứ nhìn đẹp. Đấy, măng ngon đấy cô nhỉ. Cái này một bó này bao nhiêu cô? 20.000 ạ. 20.000 một bó à? Mua đi. Vâng, tí nữa cháu lấy. Thế cái này là gì đấy? Ủa, nặng nhỉ. Cái này như kiểu là dễ quá nhỉ, đúng không? Khu này nó gọi là khu gì đi không nhỉ? Đây là ơi. Nhưng mà mình gọi là cái gì đấy? Vườn vô cực tìm sớt là ra đấy đúng không em? Thế nhà nghỉ dưỡng thì ở chỗ nào? Hay là chỉ đây mình chỉ có? À chỉ khu check-in được. Đây khu check-in đẹp các bạn. Thế ướt váy em kìa. Cho ướt tí cho đẹp đúng không? Em xuống đây là hy sinh vì nghệ
thuật rồi. Ừ. Đẹp đấy, nhờ kiểu này đẹp đấy. Ờ, cái view này đẹp nhỉ. Cái view này quá đẹp anh ạ. Chỗ này như nhìn được hết cả toàn bộ Sapa luôn đấy sao đúng không anh? Cái view này là view thuộc bản Hầu Thèo của Sapa. Thì toàn bộ ở đây thì nó nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh của cái thung lũng Dọc Bậc Thang đẹp nhất của Sapa. Ừ, bạn nhìn này đẹp không? Anh nhìn thấy cái thung lũng này là được xếp hàng trên hình như là UNESCO. Đẹp nhất ở đây vào là giữa tháng 8 và đầu tháng 9 là bắt đầu mùa lúa chín. Đây, dùng một hàng này. Cái hàng là thuộc bản Lao Chải và Tà Van. Đây, cái này mà lúc nó vàng ươm lên lúa chín lên thì đẹp nhỉ. Cái này là chỉ đẹp đứng sau mù căng trải của Yên Bái thôi. Ở kia có chỗ chụp ảnh nữa các bạn kìa. Bàn tay đi lên trời. Đây đẹp quá nhỉ. Có cả thuyền kayak để cho mình có thể mình chèo chụp ảnh luôn kìa. Ở đây là mình chỉ vào đây mình dịch vụ check in thôi đúng không em? Bơi thoải mái em. À được, bơi thoải mái luôn à? Ừ. Điểm này điểm check in cà phê. Đến đây thì mình thấy là nhiều người cũng hay ra cái chỗ mép của bể này này, chụp từ trong chụp ra ấy. Đây đây, dưới này sâu lắm các bạn ạ. Đấy, đi ở đây thì phải cẩn thận này. Đấy. Đây. Phải trượt chân hoặc là ngã. Ở đây mặc dù là có cái lưới an toàn này rồi nhưng mà nói chung là cũng vẫn cảm thấy nó hơi ghê ghê. Thôi mình đi thế thôi để có một chút cảm giác. Vé để vào đây check in là bao nhiêu tiền vé? Bao nhiêu? 200.000 à? À, thế có thời gian gì chụp ảnh gì không? Hay là dạ, thoải mái ạ. Luôn? Vào mình có thể check in từ sáng sớm để săn mây anh ạ. Ờ. À. Mình có thể vào đây từ lúc sáng sớm để bắt đầu săn mây và tầm buổi chiều lúc 4:30-5 giờ thì mình có thể đón hoàng hôn và lúc đấy sẽ có cả mây trên và mây bên dưới của bể bơi ạ. Ừ. Thế là khi mà vào đây thì khách cứ tự do ấy thôi đúng không? Mình có người hướng dẫn để gì không? À, trước khi vào cửa thì bọn em đã có một cái tờ hướng dẫn gửi cho khách để khách có thể biết được các địa điểm check in ở bên trong này ạ. À. Và khách sẽ tự ý đi tham quan mọi nơi ạ. Ừ. Chụp anh kiểu. Ở đây còn có cả cái piano của các bạn này. Tuyệt đẹp. Thấy không? Cháu chơi thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Hay không? Ra đây chụp kiểu nhỉ? Quyền chụp cho anh kiểu đây nhỉ? Ok anh. Thì ra là kiểu tiền đâu rồi nó máu. Anh cứ đi ra đi. Chỗ này nó nông nông thôi các bạn ạ. Màu xanh, màu quyền. Đấy, chụp bóng máy. Đây các bạn này. Đấy, piano người ta để giữa cái bể bơi luôn. Nhìn cũng rất là hay. Hơi nghịch đấy. Làm kiểu nhá. Ok. Ơi, sao em lại đi đâu đâu đấy? Được chụp ảnh cho anh kiểu. Anh lên chụp ảnh với em kiểu. Thắng nhìn thấy người đẹp mắt là đòi lên luôn. Quay vào. Em có dưa hấu không? Có nước, dưa hấu. Cho anh dưa hấu nhé. Nước, dưa hấu. Anh có muốn nước cam hoặc là nước dứa. Ờ, anh dưới. Nước dứa, nó kìa. Anh uống gì cơ? Đây là mật ong thì chưa có. Đây là cam này à? À không, đây là trà xoài như ý ạ. Còn đây, à? Bên này là trà cam. Ngon đấy. Ở đây mình thấy rất là nhiều khung cảnh đẹp luôn các bạn. Nhiều lắm. Đây cả bên này này. Đây cái cổng vào đây. Đây, hoa hồng người ta cho leo qua cái cành cây khô làm thành cửa này. Đấy, bên này nó cũng có một cái view này.
Đây là một góc khác ở chỗ này. Ở đây có rất là nhiều hoa. Trên này là trồng toàn hoa hồng. Đây nhiều hoa hồng quá em nhỉ. Em là chăm cây à? Ở đây thì có bao nhiêu người để chăm sóc hết cái chỗ vườn hoa này em? Em có 7 người. Hả? 7 người à? Em có phải thường xuyên em tỉa tiếc hoa này không? À có bên tỉa. Thế mình là tưới cây à? Em bắt con. À bắt sâu à? Đây à, bắt bắt được đây à? Đây con bọ ăn. Nhiều bọ nhỉ. Này nó ăn cụt hoa đấy đúng không? Đây là cái khu check-in mà người ta mới làm. Do đó là tất cả mọi cái việc chăm sóc mình thấy là nó cũng đang rất là chỉnh chu. Tất cả mọi thứ nó đang còn đang rất là mới. Mới và đẹp. Trong thời gian này thì bạn các bạn mà đến đây mà chụp ảnh thì quá tuyệt vời rồi. Hay cổng trời đây. Giới thiệu với cả nhà đây là cái chỗ nuôi cá, cá hồi với cá tầm. Đây. Đấy, nhiều cá ghê nhỉ. Cá mà ở Sapa ấy, nó không được to. Đấy, nó chỉ có cá bố mẹ ở trong kia thì mấy chục cân một con thôi. Này. Cá này mình nuôi mất nhiều thời gian không hả? Khoảng năm rưỡi hai năm đây anh ạ. Nhưng mà lứa này nó còn nhỏ này. Đấy, cá tầm thì có thể ăn được rồi. Cơ bản là nó rất là già cá rồi. Ở đây là mình nhốt chung luôn với cả cá hồi à? Cá tầm anh ạ. Cái này là lên hàng kiểu cũng là một chút là thương phẩm rồi. Đây em mời anh vào trong này xem cái cá bố mẹ ở bên em. To lắm, mấy chục cân một con cơ. Cá này là cân rưỡi hai cân một con rồi. Chung là đi đoàn hai ba người là ăn là 4-5 người là hợp lý rồi. Con cá ở đây là mấy chục cân này. Cá gì mà hôm nay qua vừa mưa xong rồi nay nước nó hơi đục. Ồ, cái gì à? Không kia to nhỉ? Anh nhìn con đây, em nhìn con khủng long rồi đây này. Đây này, quái vật luôn này. Ôi. Ôi, con này to nhỉ? Đấy, siêu to chưa? Rồi. Đi như con này 3-40 cân nha em nhỉ? Vâng, nó tầm đấy ạ. À đấy. Trong này có khoảng tầm 5-7 con. Còn nó to. Con mới qua bên này tham quan. Đây là chạy cá giống nhỏ. Cái này là 1 triệu con. Nhiều nhỉ. Cái này thì mình ươm giống trong này bao lâu thì mình thả đây ra bể to hồi rồi. Nha. Cá hồi nha. Bây giờ như đây là thả rồi đây. Con này là nó đang nguy hiểm rồi anh nhỉ. Con này khoảng tầm 6-7 lạng. Đây là bể cá hồi à? Vâng, đây là bể cá hồi anh ạ. Mình ở dập dập này nó tưởng cho ăn đấy. Khi đến cá này là chưa xuất được. Đây phải 5 tháng nữa. Cái này cũng đang 7-8 lạng thôi. Đây trong kia thì cũng có hai bể cá nữa cho mọi người. Hai bể cá rất là to ở đây, một bể này. Mình sẽ nuôi gối nha anh ạ. Để mình xuất cá để quanh năm luôn. Con cá này có mấy cân đấy hả? Con này nó vào khoảng 1-2 cân anh ạ. Cá này mình giữ trong bể được lâu không em? Cá này mình mới đưa về thì mình có thể là nhốt ở trong bể khoảng 1 tuần ạ. Vì ở trong bể nó cái nguồn nước nó không thể bằng cái nguồn nước tinh khiết như ở trên núi đá được. Rồi ok. Đây con này là khoảng mấy cân đây? Con này nó tầm khoảng 3-1-2 cân ạ. Nhìn to phết nhỉ. Con này phải ăn được cả chục người nhỉ. Dạ vâng, con này là một mâm tầm khoảng 8-10 người là vừa. Em ơi! Con cá này là em đã nhí trần qua rồi đấy đúng không? Vâng, con cá này em sơ chế rồi ạ. Con này là em phải đun nước sôi lên, xong rồi em nhúng vào để em cạo sạch cái vẩy của nó ạ. Với con cá này bây giờ em sẽ làm món gì đấy? Dạ vâng, bây giờ con cá này thì em đang chế biến món lẩu anh ạ. Lẩu cá tầm thì nhất nhỉ? Dạ vâng ạ. Hãy nhìn vào nó vào nha. Cá tầm này nhà em là được nuôi tại Sâu Chua của Sapa. Thường là nơi nguồn nước rất là tinh khiết. Và cá tầm với cá hồi thì chỉ sống được trong những cái nguồn nước tinh khiết. Nên là cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là lớn. Đấy.
Con này là xương của nó hầu như toàn là sụn thôi nhỉ, đúng không? Con cá tầm này thì xương của nó rất đặc biệt ạ, nó là nguyên mực sụn, chứ nó không giống như những loài cá khác ạ. Anh nhìn này, đấy. Cái xương này ăn được hết luôn đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Loài cá này thì nó không có xương răng em nhỉ? Dạ có đúng đấy anh ạ. Đây là có cái phần ở giữa đây thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Cá này thì em đang kết hợp với lại cá tầm để mình có thể nhúng lẩu rất là ngon. Lẩu cá tầm, cá hồi. Lẩu tầm hồi ạ. Rau đây mình này dùng là rau cải bắp à? Đây là em dùng rau bắp cải của Sapa đấy ạ. Em thường hay dùng với lại rau cải mèo nữa ạ. Và rau ngủ cải ạ. Tí nữa thì mình sẽ bổ sung vào sau. Dạ vâng ạ. Có phải là thịt cá hồi này là càng đỏ này thì càng ngon không em? Dạ đúng rồi anh ạ. Cá hồi thì nó mang dầu cái chất dinh dưỡng, chất đạm. Nên là càng đỏ thì cái chất dinh dưỡng nó lại càng lớn ạ. Nhìn ngon nhỉ? Vâng, cá hồi ăn cái... sashimi luôn, ngon nhỉ? Cũng do cái nguồn gốc xuất xứ anh ạ. Vâng, nó được nuôi ở cái nguồn nước nó tinh khiết đấy. Vâng, nên là cái... giá trị dinh dưỡng của nó cũng gắn liền với lại ở nguồn nước ạ. Cái này có thể là dành cho 4 người anh ạ, 4 đến 5 người ạ. Được rồi. Hải rót bên này, rót bên này nhá. Chúc mừng tuyệt vời. Mình ao ước qua là uống rượu người ngủ của thức rồi. Hôm nay là mời anh em uống rượu. Đây là men lá. Men lá, rượu thấp men lá. Nào, rót cho chủ tịch nào. Men lá là uống là dễ chịu. Rồi anh cảm ơn. Hôm nay anh em mình ăn uống nhẹ nhàng các bạn ạ. Tiếp khách quý bằng cá hồi đặc sản Sapa. Rất là cảm ơn Hải hôm nay cả buổi sáng dẫn anh đi chơi. Và đặc biệt là qua cái điểm check in quá đẹp luôn các bạn. Đấy thì các bạn mà nào mà đến Sapa thì các bạn có thể là qua cái điểm check-in đấy. Mình thực sự là quá tuyệt vời luôn. Vườn vô cực. Vườn vô cực. Hôm nay là trong khi chờ đợi. Cái đấy là mới đó. Em ra hết rồi. Rồi luôn đi. Nó mới hoàn thiện đúng không? Rồi. Chúc sức khỏe hai bạn. Chúc sức khỏe nhé. Mời các bạn. Mời các bạn. Rượu cay đấy. Rượu men lá này nó chỉ tầm 28 độ. Vâng. Nhẹ nhẹ. Không ấy lắm. Nay có mình có những món gì đây? Giới thiệu với cả nhà hôm nay là có món cá hồi này, cá hồi ăn gỏi. Đây là món cá tầm nướng. Còn đây là da cá hồi chiên. Món nem cá hồi. Nem cá hồi. Vâng. Hôm qua là Hải cho anh ăn các món chiên nướng, hôm nay là về cá. Đây. Là các món về cá tầm chiên. Thôi, bút thôi nhờ, thẻ quá thôi anh em. Đây mình anh em ăn cái này trước đi, chọn cho tươi. Cái đấy để mù tạc. Đây, mù tạc này. Vâng. Này không có mù tạc nó thiếu đi chứ độ ngon rồi. Chính xác. Cái này là cải đúng không? Đây anh gỏi. Gỏi thì anh quấn bằng đây nhé. Lem này hay là cái tôm biển. Nhưng mà có đây, một cái là khác lạ một chút là trên mình đây có sử dụng cái rong biển để cuốn thôi. Vâng, nhiều nhà hàng dưới kia là không có cái rong biển nữa. Rồi anh xin. Anh hay ăn cá trực tiếp hay là anh phải nhúng qua chanh? Chanh này đúng không? Chanh là nhúng qua. Đúng không? Chanh là nhúng qua còn chắc là mình đã ăn trực tiếp luôn. Cái này phải nhúng cho nó tái tái tí. Đúng rồi, trực tiếp là phong cách của Hải đấy. Mình thì khoái kiểu
Tôi mời anh em nhá. Mời các bạn. Mình là cũng trực tiếp thì nhúng qua nó mất đi cái độ tươi ngọt của nó rồi. Gừng này anh cho cả 1-2 lát gừng vào cho nó thơm. Có nhiều mù tạt đâu ạ? Mình quá. Cho như khá nhiều rồi. Lâu lâu anh không được ăn sashimi đấy hả ạ? Yeah. Ngày trước là cũng ăn nhiều, thích ăn cái này lắm. Món này ăn thì tuyệt vời luôn các bạn. Đây các bạn, thì ở đây nó có cái rau để gém cùng. Ở đây có tía tô, rau thơm này, lá chua nữa này. Lá chua. Anh thấy ta mình đâu rồi nhỉ? Anh thấy ở đâu Thái ca cá hồi dày như bên em chưa? Ăn nó sướng. Ăn nó phải dày, sướng mồm thôi anh em. Chứ cho chúng mượn cái lọ mù tạt kìa. Cái này phải ăn mù tạt nó mới sướng. Thế mình cũng ăn. Ăn nó phải chảy nước mắt em ạ, nó mới sướng. Còn ăn là nó phải mất 3-4 giây. Nó xông lên như thế cảm nhận cá ngọt à. Mặt thịt cá tươi. Ngon quá. Xong. Ăn cái này nó phải cay cay các bạn. Ăn nó phải đêm sướng. Cháy mắt không? Lần đầu tiên mà anh ăn mù tạt thì em, anh sốc, anh bị sốc luôn ấy. Nhưng mà sau cái lúc đấy thì anh lại cảm thấy rất sướng mà nghiện luôn. Đây em xin em mời cho chồng đây đây. Nào, mời Hải. Chúc sức khỏe anh nhé. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Cảm ơn anh em đã đến với Sapa. Đến Sapa nói chung và nhà hàng Sapa TV nói riêng. Rồi, chúc sức khỏe, chúc vợ chồng làm ăn phát đạt nhá. Rồi, cảm ơn. Chung là mình cũng có cái buổi để trải nghiệm khá thú vị ở nhà hàng của Hải. Mà được Hải đi xem thăm cái trang trại cá có tuyệt vời. Vâng. Cái quy trình nuôi cá của mình. Còn một lần sau nữa mà ngày gần nhất nhỉ, đưa vợ con gia đình mùa hè. Lần sau vợ con anh qua thì anh biết vài điểm rồi để đưa vợ con đi rồi. Chắc chắn anh sẽ qua khu check-in này. Check-in đẹp. Đẹp. Mà nhất là chị em phụ nữ rất là thích luôn. Còn nhớ qua nhà hàng em ủng hộ nha. Tất nhiên lên đây thì ít nhất là anh em mình trong ngành nghề biết nhau thì ủng hộ nhau rồi. Ăn cái này giòn thơm ngon quá. Giòn không anh? Da cá. Da cá hồi chiên. Còn mọi người thưởng thức cái này là nem này. Nem cá hồi. Đây phần da cá hồi đây các bạn này. Cái này là chiên già lửa. Dùng bằng cá đúng không? Giòn non rốt luôn. Cái này là chấm với cả tương ớt đúng không ạ? Dạ, tương ớt anh ạ. Ngon lắm. Em ơi, làm chén đi. Tôi làm chén ạ. Ngon quá. Làm về Hà Nội, anh Khoa đưa em đi quay nha. Ok, anh sẽ giới thiệu cho anh một vài địa điểm. Em đi ăn lòng đúng không? Dạ. Em đi ăn lòng đúng không? Nói chung là các món ăn siêu to khổng lồ là ok. Có. Em là hay thích cái món đấy. À, mời em. Ok. Rồi bắt tay cái nhỉ? Vâng, cảm ơn. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn phu nhân của Hải. Cứ anh em nào đến Sapa review là cứ liên hệ với Hải nhé. Đợi chị là... Lúc ấy là Hải bảo món này món gì nhỉ? Còn không chí đúng không? Món cá tầm chiên anh ạ. Cá tầm chiên à? Vâng. Đây, gắp cho em để cho anh sĩ ga đăng tí. Đây, đây, các bạn này. Nhà em thì cái miếng nào nó phải siêu to khổng lồ. Ăn cái này cái bột chiên giòn nó không bị cứng em ạ. Vâng. Cái lớp chiên giòn này nó không bị quá dày, nó mỏng. Nếu mình chiên cái nhiệt độ dầu nó cao, nó căng, nó giòn, nó không bị quá nhiều cái lớp bột bên ngoài. Coi trong là trong nó không bị khô á. Ừ. Trong ở đây em không nêm nếm gia vị, nó cũng vừa vừa rồi. Vâng. Ăn lên mình chỉ chấm thêm ớt thôi. Này các em bé cũng có thể ăn được luôn rồi. Món này rất là thích. Cái da cá hồi này nó cũng xương. Nó không có xương răm ấy. Trẻ con ăn được. Lên Sapa là cái nhất phải ăn một bữa tháng cố. Một bữa cá tầm cá hồi và một bữa lợn mẹt. Đấy, lợn bản đấy. Hai ngày lên hai ngày ít nhất được 3 bữa lên ok rồi. Đây là món cá tầm nướng ấy ạ. Này mình sẽ ghém vào cuốn kiểu ăn đấy. Cho bún này cho rau. Một cái một miếng đúng không? Một tí vào. Đây là củ cải này. Đặc biệt là trên này Sapa có rau chua này, không ở nơi nào có đâu. Lá chua đúng không? Rau chua. Đây hả? Anh cảm ơn. Nó hơi rơi rủi một tí. Đây cái này mình cho thêm một chút tí này, thêm một chút dứa này. Ừ. Hơi chua chua nhỉ? Củ cải. Nó không bị gắt. Một chút bún vào.
mình là có thể ăn to miếng to không, ăn nó phồng mồm một chút ấy. Phồng mồm sợ nhé. Đấy kiểu thế ăn nó sướng rồi. Ông này lại thích theo phong cách của Sapa TV rồi anh em ạ. Không phải mình, bản thân mình thích ăn kiểu vậy mà. Đừng có du nhập phong cách như về thủ đô không là chết quay. Nó tùy từng món đó bạn ạ. Thì mời các bạn nhá. Nước chấm này của em làm ngon. Vâng. Đây mình đang chấm thử. Nước chấm này. Em có nhiều món nước chấm thần thánh lắm ạ. Không nói chuyện là sống. Nước chấm chua ngọt, pha ngon. Nó có nhiều hương thơm của mình. Mời anh em đi. Chúc khỏe nhé. Chúc khỏe. Ok. Tí nữa là biên biên, nó sông nhẹ nhẹ thôi. Cũng nhẹ nhẹ thôi nhưng mà say cũng làm gì. Tí nó ngấm biết rồi. Rượu này nó trong, đặc điểm nó... Được cái là giống sao nó không bị đau đầu ngay được. Không. Đây là món nem này, nem cá hồi em. Nem cá hồi thì cái đầu đuôi ấy, cho vào sân nấu nước dùng lát anh em mình ăn lẩu. Trong này anh nhìn hình như là mình có cả gọi là mì đúng không? Rau rồi một chút mì. Chút mì mà. Cho vào đây. Vâng. Em ra lẩu con nhé. Đây cho ra lẩu luôn đi. Sáng ngày anh em đi bộ nhiều nên là cũng hơi đói. Nhưng mà được cái khu check in quá đẹp luôn. Thậm chí là mình phải nói là đẹp ngang thậm chí hơn này. Thế á? Dạ. Em có phải đi bộ hay chơi đi đường Đà Lạt bao giờ đâu? Đường núi như này. Mình chưa đi Đà Lạt bao giờ nên chưa biết. Đây cái đầu đuôi bên này là cái phần xương. Mình sẽ cho vào nấu lẩu. Đây này. Đây là món lẩu đấy anh em. Đấy. À. Cảm ơn em. Đây mời anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng của lẩu. Cá làm thịt nhưng mà vẫn cái đuôi là đuôi cá tầm con ạ. Đấy, còn đầu cá hồi. Bố trí đẹp phết nhỉ. Đây gọi là rô ngọt là cá mập kia. Nhìn giống kiểu vây con cá mập ấy nhỉ. Đầu xuôi đuôi lọt. Rồi, đây. Đây, đầu này. Đuôi. Đến này ấy này. Cá này. Đấy. Ok. Đây ổn chưa? Để lại cái tay để nào để co mông khác. Ở trong lúc chờ nhỉ. Ok anh. Đây cho tôi chờ. Anh đây anh rót cho. Đây Hải đưa anh rót. Em xin đây. Có rượu kiểu chéo tay đấy cơ. Tình cảm. Đấy là thắt chặt tình đoàn kết. Rồi. Rồi. Chúc sức khỏe. Xin thành cảm ơn. Rồi. Anh nhá. Vâng. Mời mọi người anh nhá. Hãy em chuyển đi. Ngon anh ăn mạnh cá nướng lên anh. Cá nướng kìa. Đây, để anh chén thêm cái này. Nó đang tươi ngon. Mình cứ xui mọi người ăn cá nướng nhưng mà thực ra bản thân mình. Thực ra là thích ăn cái này đầy đúng không? Sashimi này ăn trực tiếp là mình thích nhất. Ở đây mình có cái giường muối. Giường muối mình cho thêm. Gừng. À gừng. Giường muối. Em cũng phải lấy qua chanh. Ngon quá. Anh chỉ cuốn thêm này cho thêm gia vị thôi. Ăn thịt cá hồi này nó thơm mà nó mát các bạn. Khi ăn cái này phải ăn với mù tạt này nó cay cay này mà nó rất là hợp ăn với cả cái xì dầu. Thôi. Hậu trên này phải Thắng ơi, cho chú miếng da này, nhìn miếng da ngon quá. Khi ăn da này ngon này. Đồ ăn này chuyển hết ra đấy anh em không sơ. Ăn một mình. Ai ăn gì thì kêu mình. Thắng này nó khoái lắm anh em ạ. Đúng món thái cẩu này cho gần nhất được không? Uống riêng với anh Khoa cả nhỉ? Chắc là mình xin phép uống riêng với Tuyên nhỉ? Tuyên ngôn độc lập. Cái da cá này nó giòn lâu nhỉ em nhỉ? Vâng. Nhờ nó giòn tan. Đây mình chiên cái da cá này thì mình chiên hai lửa anh ạ. Chiên hai lửa thì nó sẽ đảm bảo giòn lâu. À đấy là bí quyết để giòn lâu hơn này. Đây chỉ là thắng thôi, không bao giờ thua. Tên thì kêu tên ngôn độc lập. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, anh em chiến nhé. Anh dùng tự nhiên ạ. Phu nhân của Hải uống rượu khá tốt đấy nhỉ. Được rèn luyện trong lò. Ngày xưa kiểu lúc mới đầu tán ấy cứ lừa để uống rượu say nhưng mà chiêu đấy thì mình không dùng được. Không mình tàn say mẹ trước. Ở đây gần như các món chiên của mình. Mình bưng ra từ đầu cho tới bây giờ một lúc mình ăn một lúc vẫn thấy nó giòn độ giòn như lúc ban đầu luôn. Và không bị kiểu đi thế nào đâu. Dạ.
Sapa thời tiết là cứ hơi se se lạnh làm một nồi lẩu. Đấy. Ừ. Cứ bắt con cá lên cho nó nấu lẩu. Vâng. Làm ít nhất phải có một món gỏi gỏi. Ai không ăn gỏi được thì cái cá này có thể là cho nướng hoặc là nhúng lẩu cũng rất là ngon. Đây cá hồi là ăn sống được mà. Cái này anh nó nhanh chín lắm anh. Ừ. Vâng. Em ơi. Mời cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà. Đây, gắp cho thêm cho để mình tự gắp. Bạn là chủ động nhé. Cái này vừa chín tới gắp ra ăn nó không bị nát. Đúng rồi. Cái này là chín tới nó ngọt. Ăn nó vẫn còn độ dai. Bình thường thì chẳng bao giờ mình nghĩ mình ăn cái wasabi này, nhưng mà cứ ăn cá nó là phải có một tí này ăn nó ngon. Đúng rồi. Thơm. Ông này ông không đảo lên, ông không đảo lên, lên. Không, tớ không đảo lên là bởi vì là tớ chấm cái chấm đây xong lại quẹt lên một tí. Ông này lươn lần đấy. Tớ phải đảo lên như tôi này. Ông đảo lên nó sánh, đồng ý. Nhưng mà mình ăn kiểu như này, xong rồi mình chấm ở đây xong rồi quẹt vào cái này một tí. Là mình nghĩ là chấm nhiều mà sao anh ấy? Anh Quang. Ăn cá hồi thì nó mềm, thơm mà bên ngoài là có một chút lớp da là béo béo. Em xin phép là lấy cái đầu cho hai anh em, mỗi bác một nửa. Trong con cá hồi thì nó ngon nhất là cái đầu. Ấy gì? Đây em ơi anh. Rồi anh xin. Vâng. Bạn Thắng ơi, đây rồi. Ok. Cho tôi xin lại cái miếng mang. Được rồi, lấy tôi giả lại cho anh Thắng rồi. Rồi anh xin. Thắng không có Hải đây là Thắng lo ăn hết của anh. Vâng. Ừ. Bình thường chú tranh hết của cháu giờ chú lại đổ lỗi thế. Đây dân cá ở trên này này để sắp đôi luôn nhỉ, lúc nắp nó không bị lạc trôi đúng không? Ừ. Ngon quá. Cái đầu cá ăn thịt đầu là béo, cái hồi là ngậy nhất đấy. Ừ. Nó ngậy mà cái thịt ăn nó có độ giòn 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 giòn, nó không bị nó không mềm như cái phần thịt ở phần thân. Thôi có khi là mình kết thúc clip ở đây các bạn nhé. Thì để cho anh em tiếp tục ăn uống cho nó thoải mái. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Thực sự là món ăn hôm nay Hải tiếp anh rất là chu đáo và anh thấy là món ăn rất là ngon. Đặc biệt là cá thì rất là tươi. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Toàn thể kênh Hà Nội Food cũng như là Street Food VN là cảm ơn em ngày càng lớn mạnh. Sớm đã đạt nút kim cương. Thôi chỉ cần bằng một nửa của Hải thôi. Ok, thôi cảm ơn các bạn. Xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nhé. Tiếp nha. Bye.